Chào mừng các cô bác, anh chị đến với buổi live stream ngày số 18 trong chuỗi live stream 21 ngày làm chủ sự thịnh vượng. Hôm nay với chủ đề bí kíp ứng dụng sức mạnh tiềm thức và luật hấp dẫn phần 3. Lời đầu tiên, Hằng xin chúc cả nhà một buổi chiều tràn đầy năng lượng, ngập tràn trong ý niệm tình yêu thương và lòng biết ơn. Hôm nay thì Hằng không tuyên truyền về cái tôn giáo đạo giáo nào cả, mà Hằng chia sẻ những cái kiến thức, những cái tư duy, cái bộ công thức của người thành công mà Hằng đang học tập từ một người thầy là đa triệu phú. Thầy chia sẻ những cái kinh nghiệm về phát triển bản thân, kinh nghiệm về kinh doanh, và thầy đã giúp cho hàng nghìn anh chị em thay đổi cuộc sống về sức khỏe, mối quan hệ và tài chính. Trong ngày số 17 thì hôm qua Hằng đã chia sẻ cái bí kíp số 8 trong ứng dụng sức mạnh tiềm thức và luật hấp dẫn, đó là lựa chọn môi trường có thể giúp cho chúng ta phát triển, cũng giống như chúng ta gieo những cái hạt giống trên những cái mảnh đất màu mỡ với sự chăm sóc thì sẽ có những cái quả ngọt. Còn dù hạt giống có tốt đến đâu mà chúng ta gieo trên cái nền bê tông, có chăm sóc hay là bón phân ấy, thì nó cũng không thể tốt được, không thể lên được. Nên là chúng ta cần phải có cái sự lựa chọn môi trường nó phù hợp với cái điều mà mình mong muốn. Và chúng ta muốn trở thành người như thế nào? Chúng ta muốn trở thành ai? Mình muốn có những cái kết quả gì? Và cái kết quả thì nó đến từ những cái hạt mầm mà chúng ta gieo. Đó là những cái suy nghĩ, những cái lời nói. Nó đến từ cái trường năng lượng xung quanh của chúng ta. Và nó đến từ cái kinh nghiệm, trải nghiệm từ khi chúng ta sinh ra cho đến thời điểm hiện tại. Chúng ta nhìn thấy gì, nghe thấy gì, chúng ta có những cái hệ thống niềm tin gì. Cho nên là lựa chọn môi trường để gieo những cái hạt giống về sức khỏe, về hạnh phúc, hạt giống về sự giàu có để chúng ta đạt được những cái điều mình mong muốn. Và hôm nay thì tiếp theo là cái bí kíp ứng dụng sức mạnh tiềm thức và luật hấp dẫn số 9, là chúng ta phải hiểu rằng là kiến thức là vô tận. Chúng ta hãy là người đón nhận, luôn luôn lắng nghe, học hỏi với tâm thế như một ly nước trống. Hãy rót thêm thật nhiều những cái trí tuệ, những cái giá trị, luôn đón nhận những cái tư duy của người thành công. Đừng bao giờ nói rằng tôi biết rồi. Hãy thay đổi thái độ về tri thức của nhân loại. Hãy luôn học hỏi, luôn đón nhận. Vì có thể chúng ta đã biết rồi, hoặc chúng ta ứng dụng đã thành công. Tuy nhiên là hãy lắng nghe, học hỏi, và một thời gian sau thì chúng ta sẽ mạnh lên và sẽ thành công hơn. Cho nên là để rèn luyện thành những cái nhà lãnh đạo kiệt xuất, hay là một nhà kinh doanh thành công, hay là chúng ta mong muốn có một gia đình hạnh phúc, có một sức khỏe tốt, thì chúng ta hãy nói rằng là hãy làm ơn chỉ cho tôi, thì chúng ta sẽ luôn đón nhận được những cái giá trị tuyệt vời nhất để giúp cho chúng ta thành công nhanh hơn. Và tiếp theo là cái bí kíp ứng dụng sức mạnh tiềm thức và luật hấp dẫn số 10, là mô phỏng người thành công. Chúng ta cần có một cái hình mẫu mà chúng ta mong muốn trở thành. Anh chị có mong muốn cuộc sống giống như một người thành công nào đó? Có nhiều người thì họ rất là giàu, thế nhưng mà họ lại không hạnh phúc. Có người thì họ rất là khỏe mạnh, nhưng mà họ lại không giàu có. Rồi họ không bình an. Rồi có những người giàu thì họ lại đánh đổi những cái uy tín, rồi cái lương tâm của họ để họ kiếm tiền chẳng hạn. Nên là chúng ta không nên chạy theo đồng tiền, mà chúng ta hãy chọn cái người mà chúng ta muốn trở thành, học hỏi theo họ. Hãy chọn một cái hình mẫu
một cái người mà mình mong muốn có cuộc sống như họ, có thể đầu tư thời gian, công sức để trở thành con người mà mình mong muốn. Hãy đọc sách này, liên tục phát triển, gia tăng cái giá trị bản thân và học theo người thành công, làm theo họ để thành công luôn. Mình mong muốn có cuộc sống giống như một cái hình mẫu nào đó. Người ta có một sức khỏe tốt, có một gia đình hạnh phúc, có tự do về tài chính. Thì chúng ta hãy học theo người thành công, học theo cái người hình mẫu mà chúng ta muốn trở thành. Và chúng ta không phải tự đi mò mẫm để tìm hiểu, không phải đánh đổi nhiều thứ. Các anh chị hay nghe cái câu là có gan làm giàu, nhưng mà cái gan ấy thì nó không có suy nghĩ như cái bộ não của chúng ta. Cái gan nó không ra quyết định cho mình được. Cái gan thì nó không có khả năng tư duy, nó không có khả năng phân tích. Và nếu mà anh chị đi kinh doanh, anh chị đi đầu tư, anh chị đi bán hàng mà lại nghe theo cái gan mà không nghe theo cái não thì chúng ta không thể thành công được, cũng không dễ dàng mà thành công được. Và con người khác với con vật là ở cái bộ não, con người có khả năng tư duy, suy nghĩ và lựa chọn. Con vật thì nó không có cái khả năng đó. Ví dụ như là con sư tử được coi là chúa sơn lâm, hàng nghìn năm qua nó vẫn như vậy và nó không có cái sự phát triển. Nó không có khả năng ví dụ như là dùng điện thoại hay là chế ra tàu vũ trụ như con người. Nhưng con người thì tạo ra được iPhone này, rồi tạo ra được tàu vũ trụ này, hay là tạo ra được những cái động cơ ô tô này. Thì đó chính là cái sự khác biệt giữa con người và con vật. Và bao nhiêu các anh chị đã từng nghe nghe theo cái gan của mình, và nghe theo cái cảm tính, nghe theo cái trực giác của mình, và đã bị thất bại. Cái trực giác của tôi mách bảo là tôi không nên, hay là cái trực giác của tôi mách bảo là tôi phải làm cái này. Cái gan của tôi hay là cái trực giác của tôi chính là cái giác quan thứ 6. Đó là những cái tiếng nói nhỏ, và cũng chính là cái tiềm thức của chúng ta. Nhưng tiềm thức của chúng ta thì lúc đó nó lại là cái tiềm thức của người chưa giàu. Và cái cũng là cái trực giác của người chưa giàu. Cho nên là chúng ta không dễ dàng mà thành công được. Nên là mô phỏng người thành công. Vì anh chị hình dung là chúng ta học từ những cái trải nghiệm thành công của mình, thì chúng ta đều phải trả một cái giá nào đó. Ví dụ như anh chị đơn giản như là một cái việc chúng ta nấu cơm thôi. Thì lần đầu tiên mà chúng ta nấu cơm mà không có ai dạy ấy, thì thường là chúng ta sẽ nấu nó không ăn được. Thế thì chúng ta cũng phải trả một cái giá, đó là tốn điện này, rồi tốn gạo này, rồi đói này, không có cơm mà ăn này. Vậy thì đó là một cái nhỏ. Nên là cái bài học mà từ cái sự không thành công của mình ấy, thì chúng ta đều phải trả một cái giá nào đó để học được bài học. Có những bài học thậm chí chúng ta phải trả bằng rất nhiều tiền. Có người cả đời mới có thể học được. Có người phải trả bằng cả cái mạng sống của mình. Vậy thì anh chị có mong muốn trở thành cái người phải trả những cái giá mà là những cái điều quý giá của mình để học được những cái bài học thành công hay không? Thì tất cả những người mà tự học bài học và để thành công ấy, thì họ đều phải trả một cái giá nào đó. Cho nên là chúng ta có thể lựa chọn, chúng ta có quyền lựa chọn là học theo người thành công. Và nếu như bạn
trả được một cái giá nó tốt thì bạn sẽ thành công và bạn sẽ là người giàu có. Học theo người thành công, tìm những cái người thầy họ đã có kết quả mà họ sẵn sàng giúp đỡ, chia sẻ cho chúng ta, thì chúng ta sẽ phải trả một cái giá rất là rẻ mà lại giúp cho chúng ta thành công nhanh hơn. Và nếu mà bạn phải trả một cái giá mà bị hớ thì bạn sẽ là người bị thua lỗ và sẽ bị mất tài sản, và cũng không dễ để mà giàu có thành công. Và có một cái điều là nếu như chúng ta học bài học từ bản thân mình ấy, thì không biết là cái giá nó là bao nhiêu. Rất nhiều người, có những người mất hàng tỷ đô la như ông Donald Trump, đánh mất cả, có những người thì đánh mất cả cái tuổi thanh xuân của mình, có những người thì đánh đổi cả gia đình, có những người thì đánh đổi cả sức khỏe. Vậy thì đằng nào cũng phải trả một cái giá nào đó. Vậy thì hãy trả một cái giá để học từ kinh nghiệm của những người thành công. Bởi vì những cái con người mà chúng ta con người chúng ta ấy, không cần nỗi sợ, mà chúng ta cần được sự giáo dục. Một cái điều là chúng ta không làm được không phải là vì nó không thể làm được, mà là vì chúng ta chưa làm được, vì chúng ta chưa biết cách làm. Cho nên là vì chúng ta chưa biết cách làm, vậy nên là hãy cần liên tục phát triển bản thân, gia tăng giá trị, gia tăng sự hiểu biết, để chúng ta có những cái tư duy của người giàu, chúng ta có những cái trực giác của người thành công. Thì cái việc đầu tư cho gia tăng trí tuệ, gia tăng cái giá trị của bản thân mình lên là một cái việc vô cùng là quan trọng, mà những cái người thành công, những người giàu có họ luôn làm cái việc đầu tư cho trí tuệ. Và đầu tư cho trí tuệ thì nó sẽ không mất đi, mà nó mãi mãi là của mình. Và trí tuệ thì nó chỉ có tăng lên và sẽ giúp cho chúng ta thành công hơn. Và anh chị biết rằng là trong những năm 2019, 2020, 2021 thì cái số tiền mà chính phủ họ trợ cấp thì chủ yếu là cho những cái nhóm người chưa giàu. Và có một điều là trong cái thời gian đó ấy, thì người giàu họ vẫn cứ giàu lên nhanh chóng. Đó là cái vấn đề, nó không quan trọng là tiền chảy về đâu. Thì người giàu người ta vẫn cứ giàu lên, người ta vẫn cứ hốt được. Nó luôn là như vậy. Và năng lượng thì nó chỉ chảy về nơi có sự tập trung. Tiền chỉ chảy về những nơi có nhiều năng lượng, những nơi, những con người có trí tuệ, có sự hiểu biết. Và cái bí kíp số 11 trong ứng dụng sức mạnh tiềm thức luật hấp dẫn là chúng ta hãy luôn, luôn luôn so sánh dọc, là so sánh dọc với chính con người của mình. Ngày hôm nay có gì tốt hơn ngày hôm qua hay chưa? Hay là nó đang không tốt đi, nó đang xấu đi? Đó là lấy ba cái cột mốc, là ngày hôm nay giá trị của tôi đã tăng lên tí nào chưa? Cái trí tuệ, cái tư duy của tôi đã tăng lên chưa? Và cái thứ hai đó là sức khỏe của tôi có tốt hơn tí nào không? Hay là nó đang xấu đi? Và cái thứ ba là cái yếu tố này nó ảnh hưởng đến cái kết quả tài chính, cái chất lượng sống, phong cách sống của anh chị như thế nào. Cái yếu tố thứ ba là ngày hôm nay chúng ta đã có những cái mối quan hệ nó đã chất lượng hơn chưa. Cho nên là ba cái yếu tố này ấy, là nó quyết định về cái
sức khỏe hay là mối quan hệ hay là sự thành công của chúng ta. Ví dụ như một cái cây nó cũng đang phát triển rồi thì nó mới có quả. Còn nếu như nó đang không phát triển là nó đang chết đi. Vì thực tế trong cuộc sống chỉ có hai trạng thái, một là trạng thái phát triển, hai là trạng thái lụi tàn, nó không có đứng yên các anh chị. Ví dụ như một cái cây nó hàng ngày nó cũng đang lớn lên, hay là cái mái tóc hay cái móng tay của chúng ta hàng ngày nó cũng đang dài ra. Còn nếu mà móng tay mái tóc chúng ta nó không mọc lên ấy, thì là cái sức khỏe của chúng ta cũng đang đi xuống, đúng không ạ? Vậy nên là mình hãy so sánh dọc với chính mình, ngày hôm nay đã tốt hơn ngày hôm qua hay chưa? Rồi chúng ta tập trung vào đặt cái mục tiêu cho những ngày tiếp theo để chúng ta gia tăng giá trị bản thân mình lên. Cái bí kíp số 12 trong ứng dụng sức mạnh tiềm thức và luật hấp dẫn là luôn luôn sử dụng cơ thể và tâm trí của chúng ta ở trạng thái tốt nhất. Ví dụ như cái thể chất của bạn mà không tốt thì bạn sẽ làm việc không hiệu quả. Và chúng ta cũng không thể chiến thắng các trò chơi trong cuộc sống được. Và trong cuộc sống chúng ta cần chiến thắng những cái trò chơi như là về sức khỏe, về mối quan hệ, trò chơi về tài chính. Ví dụ như là hai người đấu võ, một người thì họ rất là giỏi nhưng mà hiện tại cái thể chất của họ không tốt, và đấu với một người kỹ năng, kỹ thuật của họ rất là bình thường thì chúng ta cũng không thể dễ mà thắng được họ, đúng không ạ? Và các anh chị có nghe cái câu chuyện là các bạn học sinh hay bị đau bụng trong phòng thi ấy, thì xong là chúng ta lại nói rằng là học tài thi phận. Bởi vì khi cái thể trạng mà chúng ta không tốt ấy, thì nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cái kết quả thi và không làm được bài. Nên là trong cuộc sống cũng vậy, hãy để cho cơ thể và trạng thái chúng ta ở một cái tinh thần tốt nhất. Và cái tâm lý là cái yếu tố thứ hai mà giúp chúng ta chiến thắng. Cho nên là chúng ta hãy tập trung 100% năng lượng để là chúng ta kiểm soát và làm chủ cái cơ thể và cái tâm trí của mình. Ví dụ như anh chị hình dung như cái ánh sáng bình thường của mặt trời ấy, nó phân tán ra thì nó không ảnh hưởng gì nhiều đến con người hay là vạn vật cả. Thế nhưng nếu mà chúng ta tụ nó lại ấy, thì nó như một cái tia laser, nó có một cái sức công phá rất là mạnh. Và không biết các anh chị đã thử chưa, con của Hằng đã thử cái kính lúp ấy, nó đã đốt cháy một chiếc lá. Và chúng ta trước đây cũng đã từng nghe là dùng cái kính đó là nó đốt cháy cả nhà ấy, ngày xưa nhà tranh ấy. Thì cho nên là cái sự tập trung ấy, nó có một cái sức mạnh cực kỳ là tuyệt vời. Nên là khi anh chị tập trung 100% ấy, thì cái kết quả nó mạnh gấp hàng tỷ lần. Đó là yếu tố giúp cho chúng ta thành công. Và cái bí kíp số 13 trong ứng dụng sức mạnh tiềm thức và luật hấp dẫn là chúng ta cần phải đọc cái cuốn sách Sức mạnh tiềm thức của tác giả, của ông tiến sĩ Joseph Murphy. Trong này thì có mọi bí kíp, mọi câu chuyện và cái cách hướng dẫn nằm ở trong cái cuốn sách này. Nếu mà anh chị tự đọc và nó chưa dễ hiểu ấy, thì các anh chị có thể tham gia một cái nhóm học tập để được nghe những cái anh chị đã đọc nhiều rồi và họ ứng dụng có kết quả thì họ chia sẻ để chúng ta sẽ hiểu dễ hơn và ứng dụng tốt hơn. Nên là anh chị nếu mà chưa có cuốn sách này thì hãy mua cuốn sách này để đọc, bởi vì cái cuốn sách này nó là
trong tâm thức của chúng ta. Trong mỗi con người chúng ta đều có một cái tâm thức. Tâm thức thì nó được chia thành hai phần, đó là ý thức và tiềm thức. Có những tài liệu thì gọi là vô thức, mà vô thức thì nó là vô ý thức ấy. Nó không có phân biệt đúng sai, không có phân biệt phải trái ấy. Thì trong tâm thức của chúng ta cái phần ý thức nó chỉ chiếm có 10% tư duy, 10% năng lượng thông tin, còn lại là 90% là tiềm thức. Và trong đây có câu tác giả chia sẻ là hơn 90% đời sống tinh thần của bạn là tiềm thức. Nếu bỏ qua sức mạnh kỳ diệu này, bạn đã đánh mất rất nhiều cơ hội trong cuộc đời. Cho nên là cái tiềm thức của chúng ta ấy, là nó chiếm đến 90% tư duy, 90% cái năng lượng trong tâm thức của mỗi chúng ta. Cái tâm thức hay còn gọi là cái trực giác. Mà cái trực giác hay cái tâm thức này nó đều đến từ những cái suy nghĩ, những cái kinh nghiệm, trải nghiệm của chúng ta. Nó là những cái gì nó tiềm ẩn ở bên trong mình, là những cái gì mà chúng ta nhìn thấy, nghe thấy hàng ngày từ khi sinh ra đến thời điểm hiện tại. Và nó trở thành cái niềm tin, trở thành cái hệ thống niềm tin. Và nếu như những cái niềm tin đó có thể là đúng nhưng mà nó chưa hỗ trợ cho sự thành công thì nó cũng không dễ để giúp cho chúng ta có được cuộc sống khỏe mạnh, hạnh phúc và thành công được. Cho nên là chúng ta hãy đọc cuốn sách Sức mạnh tiềm thức này, bởi vì tiềm thức của chúng ta ấy, thì nó không phân biệt đúng sai. Nó chiếm đến 90% năng lượng, nó chiếm đến 90% tư duy. Có nghĩa là nó ảnh hưởng đến 90% cái sự thành công trong cuộc sống của chúng ta. Tiềm thức thì nó không phân biệt đúng sai, nó không có phân biệt số ít hay số nhiều, rồi nó không biết là thật hay là giả vờ. Ví dụ như các anh chị Hằng cũng hay chia sẻ, chúng ta cùng làm cái quy trình trái chanh để hiểu hơn về cái tiềm thức của chúng ta, nó rõ hơn, nó rất là mạnh, nó rất là lớn, thế nhưng mà nó lại không phân biệt được đúng sai. Ví dụ như là các anh chị hãy nhắm mắt lại, hình dung tưởng tượng trên tay các anh chị đang cầm một quả chanh rất là mọng nước, một quả chanh rất là mọng nước. Các anh chị cầm con dao, anh chị thái ra từng lát, anh chị cầm một miếng chanh chấm vào đĩa muối và cho vào miệng. Các anh chị nhai chanh đi nào, các anh chị nhai chanh đi, các anh chị có thấy chua không ạ? Và một cái ví dụ nữa, hay là các anh chị không được nghĩ đến một con voi màu hồng nhá, các anh chị không được nghĩ đến một con voi màu hồng. Nhớ là anh chị không được nghĩ đến một con voi màu hồng. Vậy thì các anh chị có nghĩ đến con voi màu hồng không? Và chanh thì cũng không có quả chanh nào cả. Các anh chị có thấy chảy nước miếng không? Đó chính là cái sự hoạt động của tiềm thức của chúng ta. Mà đây là cái bí kíp của những người thành công. Trong chúng ta cũng có rất nhiều người đã ứng dụng cái tiềm thức này, nhưng mà chúng ta chưa biết đó là tiềm thức, chưa biết đó là luật hấp dẫn. Vậy nên là khi biết về cái kiến thức này ấy, thì các anh chị hãy dành thời gian để tìm hiểu và ứng dụng để chúng ta có cuộc sống khỏe mạnh hơn, hạnh phúc hơn và thành công hơn các anh chị nhé. Vì có những cái chúng ta chưa hiểu mà chúng ta lại ra cái quyết định. Ví dụ như là các anh chị quan sát những cái người mà hay phàn nàn, không hay tích cực ấy, thì cái ý thức của chúng ta chỉ có chiếm 10% năng lượng thông tin thôi. Chúng ta chưa biết cách ứng dụng sức mạnh tiềm thức thì chúng ta hay suy nghĩ không tích cực này, rồi đưa ra những toàn tập trung vào những cái điều mà mình không muốn này, thì tiềm thức của mình nó không phân biệt đúng sai. Và mình nghĩ đến cái gì thì tiềm thức nó hiểu rằng là chủ nhân của tôi thích điều này, và nó chỉ có chức năng đồng ý và cho thêm. Còn ý thức của chúng ta thì chỉ có 10%, nhưng mà nó lại có chức năng rất là quan trọng là có chức năng lựa chọn và ra quyết định. Nhưng mà chúng ta lựa chọn những cái gì? Ví dụ các anh chị
hay nghe câu là ghét của nào trời trao của đó. Bởi vì là chúng ta ghét nhưng mà chúng ta lại hay nghĩ đến, rồi thường tập trung vào nó, thì luật hấp dẫn và tiềm thức nó thu hút đến thôi, tiềm thức nó đồng ý và cho thêm. Hay là có những người mẹ hay nói rằng là tôi không muốn con tôi lấy chồng xa ấy, mà cứ thường xuyên nói đi nói lặp đi lặp lại, thì rất nhiều người con lại lấy chồng xa các anh chị. Cho nên là mỗi lời nói, mỗi suy nghĩ của chúng ta đều là một quyết định. Cho nên là Hằng cũng đang trên cái hành trình rèn luyện. Có những điều nó cũng chưa dễ đâu, nhưng mà chúng ta cũng cần rèn luyện mỗi ngày để chúng ta trở nên tốt hơn, để cuộc sống của chúng ta có những điều tuyệt vời hơn. Và cái bí kíp tiếp theo là bí kíp số 14. Thì trong ứng dụng sức mạnh tiềm thức và luật hấp dẫn là chúng ta hãy hành động ngay lập tức. Vì khi chúng ta có một cái ý định làm một cái việc gì đó thì hãy làm luôn, đừng bao giờ trì hoãn. Vì có bao nhiêu các anh chị đã từng có rất nhiều việc mà chúng ta nói là để tí nữa tôi làm, thế xong là chúng ta cũng quên mất luôn. Và thời gian thì không chờ đợi ai cả. Và thời gian chính là cái tài sản vô cùng quý giá của chúng ta. Có những cái việc ấy, thì sau đó chúng ta cũng vẫn phải làm. Cho nên là chúng ta cũng hãy rèn luyện là cái việc gì đã có ý định thì chúng ta hãy làm luôn và hành động ngay lập tức. Tiềm thức thì nó thích cái việc là nhanh chóng để có kết quả nhanh nhất. Nên là chúng ta hãy rèn luyện cái thói quen hành động ngay lập tức. Và cái bí kíp số 15 là ứng dụng sức mạnh tiềm thức, luật hấp dẫn. Cho dù có chuyện gì xảy ra thì chúng ta cũng đừng bao giờ trách móc cái tiềm thức của mình, đừng bao giờ trách móc cái cơ thể của mình. Hãy luôn yêu thương tiềm thức và yêu thương cơ thể của chúng ta. Bởi vì những cái lúc mà chúng ta trách móc tiềm thức ấy, thì chúng ta đừng làm việc đó. Bởi vì cái lúc đó chúng ta đã làm tốt nhất có thể rồi. Vì tất cả những cái điều đó nó đến ấy, là do chúng ta đã ra những cái quyết định, chúng ta đã nói hay chúng ta đã nghĩ trong quá khứ, nhưng mà chúng ta không nhớ. Và tiềm thức thì nó chỉ thực hiện cái mệnh lệnh của chủ nhân của nó thôi. Nên là tất cả những gì nó xảy ra trong cuộc sống của chúng ta ấy, là nó đều do chúng ta đã thu hút đến, chúng ta đã từng nghĩ đến nó, chúng ta đã từng nói, chúng ta đã từng nhìn thấy nó. Cho nên là khi hiểu được một trong những cái quy luật của tự nhiên ấy, là bên trong như nào thì bên ngoài như vậy. Mọi sự vật sự việc đều xảy ra hai lần. Thứ nhất là xảy ra trong tâm trí của mình trước, sau đó mới xảy ra bên ngoài đời thực. Ví dụ như chúng ta làm một ngôi nhà thì chúng ta cũng phải có những cái bản thiết kế ở trong tâm thức, ở bên trong suy nghĩ của chúng ta trước, là chúng ta muốn làm ngôi nhà mấy tầng, bao nhiêu phòng, bao nhiêu mét vuông và khoảng bao nhiêu tiền, hay là màu gì, hay là những cái nhà thiết kế thời trang thì họ cũng phải vẽ ra những cái mẫu thời trang ở trong tâm trí của họ trước, sau đó mới vẽ ra bên ngoài và thiết kế may những cái bộ thời trang, bộ váy, bộ vest, đúng không ạ? Vậy nên là tất cả những cái gì mà nó đến, nó xảy đến với chúng ta là đã do trong quá khứ chúng ta đã từng nghĩ đến nó, chúng ta đã từng nói đến nó. Đó gọi là chúng ta đã từng ra quyết định. Cho nên chúng ta hãy luôn yêu thương và biết ơn cái tiềm thức của mình. Vì lúc đó chúng ta đã làm tốt nhất có thể rồi. Và điều đó đến chỉ để giúp tôi học bài học
Điều đó đến chỉ để giúp tôi thành công hơn mà thôi. Cho nên là chúng ta hãy luôn đón nhận và luôn chuyển mình ở cái trạng thái bình an, tĩnh tâm, trạng thái định chân chính, thì mọi cái trí tuệ và cái sự lưu thông của tiềm thức nó sẽ mạnh hơn rất là nhiều. Và hãy tập trung vào những cái năng lượng tích cực, thái độ tích cực, suy nghĩ tích cực, cảm xúc tích cực, hành động tích cực, thì chúng ta mới có được những cái kết quả tuyệt vời. Tuy nhiên là chúng ta cũng cần phải liên tục phát triển, gia tăng cái sự hiểu biết, thì chúng ta rèn luyện mỗi ngày thì chúng ta có những điều tuyệt vời hơn trong cuộc sống. Và hôm nay thì Hằng vừa chia sẻ cái bí kíp ứng dụng sức mạnh tiềm thức của luật hấp dẫn ngày số 18 trong cái chuỗi live stream 21 ngày làm chủ sự thịnh vượng. Và bản thân Hằng cũng đang trên cái hành trình rèn luyện, hàng ngày Hằng được học từ những người thầy đã ứng dụng sức mạnh tiềm thức luật hấp dẫn thành công, là những cái kinh nghiệm về phát triển bản thân, kinh nghiệm về kinh doanh, chia sẻ để cái môi trường Hằng đã học tập, đã có rất nhiều cô bác anh chị em thay đổi được cuộc sống. Ví dụ như có những người có những đứa con chưa được ngoan thì đã chuyển hóa được, và có những gia đình chưa được hạnh phúc, có những gia đình đã nộp đơn chuẩn bị không ở với nhau nữa anh chị, và họ biết đến cái sức mạnh tiềm thức này, biết đến cái kiến thức này, cái môi trường này đã giúp cho họ thay đổi chính bên trong của họ, và hiện tại họ đã rất là hạnh phúc. Hay là về tư duy về tài chính thì thầy đã giúp cho hàng nghìn anh chị em, có rất nhiều anh chị em đã biến thu nhập một năm thành thu nhập một tháng. Nên là đây là những cái chia sẻ kinh nghiệm, nên là Hằng học tập mà hơn một năm nay thì Hằng thấy rất là tuyệt vời, nên là Hằng mong muốn chia sẻ, chứ Hằng cũng không nói nó là đúng hay là sai. Thì các anh chị thấy phù hợp thì cùng ứng dụng, và các anh chị có mong muốn được thay đổi những cái tư duy để cài đặt lại những cái niềm tin giúp cho mình thành công hơn, thì có thể nhắn tin cho Hằng, gửi tặng các anh chị cái bộ công thức của người thầy Hằng đang học tập, làm thầy là Đa Triệu Phú, và hàng ngày cùng rèn luyện học tập với nhóm để chúng ta cài đặt lại những cái niềm tin, những cái hệ thống tư duy, hệ thống niềm tin để giúp cho chúng ta có cuộc sống khỏe mạnh hơn, hạnh phúc hơn và thành công hơn. Và các anh chị thấy ý nghĩa thì có thể giúp Hằng chia sẻ cho nhiều người biết đến cái kiến thức này để cùng ứng dụng các anh chị nhé. Và Hằng rất là cảm ơn các anh chị đã theo dõi Hằng chia sẻ. Chúc các anh chị luôn thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công, nối tiếp thành công. Xin chào và cảm ơn các anh chị.